đại lý. Ông đại lý vậy? Em đại lý chứ đâu phải đại lý. Chị ba mừng quá, chị ba mẹ đó rồi. Chị ba làm như thần á. Chị ba mạnh như thần. Nói nghe, chơi đi, chị với chị Đông Hồng sẽ dọn dẹp hết. Nghĩ sao chị ba nhận như thần kìa. Chị hứa dọn hết cho chị Vương chơi thoải mái luôn. Đó, chị ngồi đây ủng hộ Vương chơi luôn. Chị ba làm như thần, chị Nam chị Nam lắm. Bây giờ uống không uống thì đi ngủ. Chiều nay ai chở em về? Tự mò về. Chiều nay ai chở em về? Không có mưa. Bây giờ suy nghĩ hoài lo nè. Đừng mang chân em qua, đừng có nói gì, nhưng nhân vô.